Ba thời điểm giúp bạn nhận ra bộ mặt thật của những người xung quanh. Thứ nhất, khi nghèo khó, hoạn nạn. Khi sóng yên biển lặng, xung quanh chúng ta có rất nhiều bạn bè, người thân, tay bắt mặt mừng, vui cười thắm thiết. Thế nhưng khi gặp biến cố cuộc đời, liệu trong số bằng hữu ấy, bao nhiêu người có thể ở lại để đương đầu, nâng đỡ, dìu dắt ta qua sóng gió? Trải qua những điều bất như ý trong đời, ta càng có cái nhìn sâu sắc hơn về lòng người, từ đó khôn khéo hơn trong đối nhân xử thế. Đừng thất vọng khi ai đó rời bỏ đi trong lúc ta gặp khó khăn, bởi những người còn ở lại chính là điều quý giá nhất mà ta cần trân trọng cả đời. Thứ hai, khi lâm bệnh. Rất nhiều người chỉ khi nằm trên giường bệnh mới ngộ ra được nhiều chân lý ở đời. Đó là cứ ngỡ bạn bè, người thân bên mình là sẽ gắn bó cả đời, không gì chia cách được. Nhưng khi bạn ốm yếu, bất lực thì cũng tìm cách lảng tránh, chung quy là vì sợ bị nhờ vả vay tiền. Đừng bao giờ quên trân trọng những người còn nhớ đến ta khi đau ốm, bế tắc, bởi họ không quan tâm gốc gác, danh tính hay tiền tài, vật chất mà chỉ muốn ở bên cạnh, làm chỗ dựa để ta nhanh chóng vượt qua, khỏe mạnh trở lại. Đó là người ta cần biết ơn. Thứ ba, khi về hưu. Chắc chắn khi bạn còn tại vị, đặc biệt là những vị trí cao, có chức, có quyền, bạn sẽ luôn được săn đón, đối đãi niềm nở. Nhưng điều này chưa chắc được duy trì khi bạn đã về hưu. Những người từng là cộng sự thân tín, thân thiết như anh em, giờ như người xưng. Đơn giản vì một lý do, giờ đây bạn đã hết giá trị lợi dụng trong mắt họ. Suy cho cùng, cư xử giả dối, sau lưng lại âm thầm đấu đá. Đến cuối cùng, ai rồi cũng phải về hưu. Tại sao không làm tốt việc của mình, đối xử chân thành với người khác, chí ít cho tới lúc tạm biệt công việc, về hưu dưỡng lão, ta không còn vướng bận gì trong tâm.